mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hồi lúc sáng mình có đi vô trong ngọn để mà gom mấy trái vú sữa về bán nè các bạn. Thì chọc được bao nhiêu trái nè. Ở bên đây là cái phần vú sữa nó hơi nhỏ, còn bên đây là cái loại thì nó bự hơn. Cái loại bự này thì mình bán 8.000 một ký, còn loại nhỏ thì bán 7.000 thôi, cho bà con ai cũng có thể ăn được hết. Giờ mà các bạn có thích vú sữa thì mua ủng hộ mình nha. Thì nó rất là ngon và ngọt luôn, có thể ăn không nè, hoặc là quậy nước đá cũng rất là ngon. Thì mấy bà ở đây rất là thích cái món này. Rồi, ai mua vú sữa ủng hộ con nha. Không là con đem đi đó. Bà Bảy ơi, bên đây là 8.000. Còn bên đó? Còn bên đây con chưa có lựa ra hết. Mấy cái trái nhỏ thì con bán 7.000, mấy trái gì thì con bán 8.000. Ăn bự đi. Ăn bự ngon. Mấy bà thích vú sữa bự hả? Bự ngon. Đây, ở bên đây có mấy trái bự con lựa qua cho, tại nãy con để cho nó thăng bằng á. Này là mới hái hồi lúc sáng luôn á. Ai mà thiếu sữa thì hãy ăn vú sữa nhiều vô. Đáp. Đó. Rồi. Không ai ăn bên đây hết trơn hả? Đây có bọc đây. Dạ rồi. Rồi mấy bà cứ lựa đi. Ai phải cái quên cắm. Hai ký chưa? Ui. Dạ, dạ chưa, mấy có ký hai mấy à. Rồi ký rưỡi. Cầm 2 ký. Dạ ký 6, chắc 2 trái nữa bảy ơi. Rồi lấy thêm trái nhỏ nữa là đủ 2 ký. Rồi trái này luôn cũng được. Rồi trời ơi các bạn thấy không, 2 ký vú sữa thôi là bao nhiêu đây nè. Là nhà bà Bảy ăn biết nào mới hết thôi bà Bảy. Dạ rồi có liền nha. Vú sữa mới hái. Bác Hai mua 10.000 hả? 10.000 thì con lấy ký 2, ký 3 đi. Quên nó lấy ngay cục tiền nè. Cảm. Đâu vậy? Trời ơi, cục tiền của con. Đang kỳ gì đây Cảm? Đủ ký chưa? Dạ chưa, thêm đi chị ơi, thêm đi. Chị Ngọt ơi, mua vú sữa nè. Vú sữa ngon lắm, chị Ngọt vừa bán cá vừa ăn vú sữa đi. Hơi yếu chút quá chị. Hơi lố rồi. Rồi, được rồi đó chị ơi. Đây. Cái này của bác Hai. Bác Hai mua 10.000 thì đây 1 ký 2 giác xíu, con lấy bác Hai 10.000 nha, tại 8.000 1 ký á bác Hai. 100 gram thì nó cũng khó cho con. 8.000 phải không? Rồi, đợi em một chút xíu. Đây, của bác Hai, con gửi, con cảm ơn nha, cảm ơn chị nha. Cái này bà Bảy mua cho ai nữa vậy? Cô Bảy không đó. Cô Bảy không đó hả? Thôi nhờ bà Bảy vú sữa nhiều vậy? À, tại vì bà Bảy đang có con nhỏ đó các bạn, nên là cần bổ sung sữa. Nãy ký 2 giác xỉu, lấy ký 2 thôi. Ký 8.200 gram thôi, không ăn 10.000 đi nha. 10 với cái này 2 ký 16 nữa là 26.000. Trời ơi. Cái bên đây bà Bảy cũng lượm mấy bự không mà ha. Đây, rồi bây giờ là mấy cái trái vú sữa bự của mình hết rồi các bạn ơi, chỉ còn lại loại nhỏ thôi, nên mình bán 7.000 một ký thôi nha. Có ai mua thì mua ủng hộ mình nha. Dì Ngọt có mua vú sữa không? Còn trái nhỏ không mà mọi người thích mấy trái bự hơn. Con đi nha. Vú sữa ông Năm ơi, còn trái nhỏ không mà, mua nhỏ đi nha. Dạ 7.000 thôi. Dạ, 10.000 hả? Nè lựa đi, lựa giùm con đi. Thích cái nào thì lấy cái đó. Rồi có ăn vú sữa không? Đây. À tại vì các bạn cái trái nhỏ, cái vỏ nó hơi dày nên mọi người không thích, chỉ thích trái bự thôi à. Nhưng mà biết sao giờ, tại cái cây vú sữa nó nhỏ rồi, phải tại con nhưng mà nó chín rồi. Dạ hơi nhỏ hay gì? Nhỏ ăn nhiều trái chút. Nhỏ ăn nhiều trái chút. Nhỏ thì mình ăn nhiều trái chút xíu. Cái này 1 ký mốt rồi nè em Năm ơi. Ký 7.000 hả? Dạ. Thêm đi. Ký rưỡi đi. Thấy mua theo. Không phải thấy nhỏ quá. Trái nữa, trái nữa. Ngon thiệt, nhỏ. Cái nhỏ nữa.
Rồi đó. Rồi, đây, con gửi. Cảm ơn nha. Thì trái hơi nhỏ nhưng mà ngọt lắm dì Ngọt ơi. Mình ăn nhiều lần đi. Hay dì Ngọt đi bán cá nhưng mà đi ngang thấy vú sữa ngon quá, cũng mua ủng hộ mình luôn các bạn ơi. Đó, vú sữa mới hái nè, rất là ngon luôn. Đây để con... Ngọt thấy nó nhỏ. Hay nhỏ hay gì? Con cắt cho mọi người một cái nha. Đây, vú sữa bên trong là nó như vậy nè các bạn, rất là ngon luôn. Nè dì Ngọt, thấy chưa? Tuy nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đó. Không được hả dì Ngọt? Ừ. Đến cho cầm mấy trái đi. Đó. Dì Ngọt lấy nhiều. Dạ? 5.000 hả dì Ngọt? Cái này 600 gram rồi. 5.000 như là nửa ký làm nửa ký thì nó 3.500 như lấy 700 gram. Rồi, được luôn rồi đó dì Ngọt ơi, đúng luôn, giác luôn đó. Rồi, cái này 5.000 về mà quậy một ly nước đá vú sữa uống là bá cháy luôn. Giờ mình đợi lấy tiền của dì Ngọt xong rồi đi dài dài lên trên. Tại vì cái cây này con lấy trái nó hơi nhỏ xíu rồi dì Ngọt, nó không có được bự á, mà con mua rồi. Mọi người thích trái bự hơn, để lần sau đi ha. Lần sau rồi có trái bự rồi con bán cho gì. Để xong luôn đi. Rồi con đi nha. Ngọt không gì Ngọt? Ngọt. Rồi con đi đây. Rồi bây giờ gánh cái gánh là bắt đầu nhẹ lại đó các bạn ơi. Đi dài dài lên trên mình bán tiếp nha. Ai vú sữa không? Trời ơi, đây cái cây vú sữa nhà bác Năm rồi các bạn, trái quá bự luôn đó. Năm ơi, con bán vú sữa. Vú sữa không bà Hai ơi? Nhà bà Hai có cây vú sữa rồi đó hả? Giờ mình đi dài dài lên trên nha các bạn. Tại vì ở cái đợt này, ở cái chỗ mà bán vú sữa cho mình á, họ chỉ có mấy cái trái nhỏ nhỏ thôi à, nên mình mới lấy á. Nhưng mà ở đây thì bà con họ thích trái bự hơn, nên là rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ lấy trái bự để bán cho bà con ở đây nha. Giờ mình đi dài dài lên trên coi có ai mua nữa không. Mấy trái nhỏ là ế lại rồi. Ai vú sữa không? Mấy cô mấy chú ơi, có mua vú sữa không? Mua sữa không? Có mua sữa không Hai ơi? Nhưng mà con còn trái nhỏ không mà, trái bự thì con không còn nha. Nhưng mà trái nhỏ cũng ngon lắm. Dạ, 7.000 một ký thôi. 5.000 nữa. 5. Dạ. Ừ. Con trái nhỏ không à? Không, nhưng mà trái nhỏ này phải trồng ruột thịt không à. Thiệt, con nói thiệt á. Còn trái nhỏ không à? Này là vú sữa bi. Vú sữa bi. Thầm đã lửa đến thầm. Con còn mấy trái bự ở đây nè. Cái bự này thì con bán 8.000 nhưng mà thôi giờ coi để chung con bán 7.000 thôi. Thôi vậy căng kiên đi trời. Bán thiếu không? Dạ. Dạ không, con bán thiếu được, bán thiếu lỗ chết. Không có lỗ, chú người ta trả chứ tao có giật đâu mà lỗ biết nữa. Chút trả hả? Chút trả. Rồi bán thiếu luôn. Trả góp đi. Dạ. Trả góp 1.000. Trả góp 1.000. Cái dạ. 800 gram rồi hai. Hai lấy 1.5 ha. Dạ rồi. Dạ chưa. Đây ghé lại hai các bạn, tại vì mình còn mấy cái vú sữa nhỏ hả, nên là mình gộp chung với lại vú sữa lớn có mấy trái là mình bán luôn cho cô Hai này nha. Tại vì cái đợt sau này thì nó cũng không có ngon lắm. Cái này 1.1 kg rồi Hai ơi. 5 mà 2 kg. 5 mua 2 kg hả? Dạ rồi, 5 mua vô bồi bổ cho ngang cho nó có nhiều sữa. Ký 3 à, còn thêm cho con lấy nha. Con lấy luôn. Mày bổ vô cho nó mập lên. Thôi mày lựa luôn đi, cắm ơi, phải cắm. Năm lựa đi, năm lựa đi. Năm thích cái nào năm lựa cái đó nha.
Lấy bọc tiền vô, mất tiêu bọc tiền của trời ơi. Đẹp mắt đi. Xíu nữa mất tiêu bọc tiền của con rồi. Không, ở đây không có mắt đâu Năm ơi. Dạ. Cái này 1,5 kg. Lấy thêm cho con một trái nữa đi hai. Con dễ tính tiền nha. 7,000 với cái kia 4,000 nữa đi. 11,000 nha. Vậy rồi. Cái vú sữa này nhỏ nhỏ không vậy? Tại vì vú sữa bự người ta lấy hết rồi. Cái cây này con đi mua nó có loại nhỏ không mà. Nó chín này. Dạ đúng rồi. Trời ơi biết chị sáng kêu ngăn kêu Năm xuống ha. Ừ. Mua đây đi còn nói xuống dưới. Nói cho có tiền. Muốn chỗ để dành cho bạn. Cái này thôi mua hết luôn mẹ rồi đi. Không mấy trái. Đây con gửi. Con gửi tiền cho hai nha. Rồi. Thôi, đây các bạn ơi, giới thiệu đây là mẹ của Ngân nha. Thì này có vú sữa nhỏ nè, không có loại bự nhưng mà mẹ Ngân rất là dễ thương, ủng hộ mình hết luôn. Đem về nhà cho cả gia đình ăn luôn. Trời ơi, vậy thôi Năm lấy hết luôn đi Năm ơi. Giờ lấy hết rồi con bán cho Năm 6,000 thôi nha. 6,000 ký thôi. Cái này 2 ký mà giác xíu không lấy 2 ký thôi. Ha. Vú sữa hết rồi. Để bàn cho mấy anh mất nhậu. Dạ rồi, để đây luôn nhậu vú sữa nha. Hôm nay mình nhậu vú sữa một bữa đi. Dạ rồi 6,000, 12,000. Rồi lại 8,000. Sữa bán 1 ký, 2 ký chút xíu. Dạ đúng rồi, xíu là hết rồi. Đây, con gửi. Cái mình bỏ sữa trước còn mình đánh một tá để thay lưng. Dạ con để cái căn này nè gánh nó mới đồng. Anh về mà mày. Rồi, rồi bây giờ mình bán hết cái phần vú sữa nè các bạn ơi. Lúc sáng mình lấy là khoảng 15 kg. Giờ thôi mình cùng với các bạn đem về rồi mình đếm tiền coi được bao nhiêu nha. Rồi mới bán cái chút xíu là hết rồi. Rồi con đi về đây. Chắc là giấc này là nó nhẹ te rồi đó, không còn gì nữa. Đi nha.